Nay nghỉ lễ nhưng mình quyết định phải lên cho anh em con hàng này. Đây mình vừa mới có trong tay. Nghe nói là mẫu này là mẫu mới hot hit lắm. Đây, một thùng hai con. Đây. Đây chính là em KC Box S8. Đây, KC Box S8. Đây. Đấy, khui ra cho anh em xem luôn. Đây, khui ra cho anh em xem luôn. Đây. Đấy. Anh em xem bên trong nó như nào. Đây. Con này thấy bảo là cũng khá là đắt tiền. Bọc biết các kiểu đây cho anh em xem. Đấy, bên trong có hai mic, mình cũng thử luôn, có pin, xem cái mic trước rồi xem cái loa anh em ạ. Thế mọi người bảo là bát căng lắm, nhờ mình review. Đây mọi người bát căng lắm, nhờ mình review cho anh em xem cái mic. Đây, đây mic này giống y như UGX chẳng khác gì, nhưng mà xem cái loa như thế nào nhá. Đây tiện thì lắp pin luôn cho anh em xem. Đấy, lắp pin luôn cho anh em xem. Đấy, được chưa, xem cân nặng con loa là bao nhiêu đó. Rồi để đây, ai già làm túi vải à, làm túi vải thì gặp bông nóng tính như mình là mình xé ra ngay đấy. Ai già, ui già, đây con này làm lộ bát rồi, con này con S8 làm lộ bát. Bát này bát 20 này, hai chép hai chung. Đây rút vàng. Đây mình con này ở đằng sau cổng guitar, cắm điện 220. Giờ mình sẽ thử tiếng mic xem nào. Đây bật mic lên. Có gì đây, có gì vật. Đấy. Alo. 6 7 1 2 2 3 4 5 6 1 2. Đẹp phết quý vị ạ. Bây giờ sau mình sẽ test âm thanh nhá. Alo, 1 2. Chào em.